Chào các bạn, trong bài thực hành hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Bootstrap. Và trong bài thực hành hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Bootstrap Rig System. Khái niệm Rig System bắt nguồn từ kỹ thuật in ấn, thiết kế các poster, bìa sách và tạp chí. Rig System là một hệ thống lưới bao gồm các đường kẻ ngang và dọc. Nó chia không gian thành nhiều ô để chúng ta có thể đặt bố cục cho các thành phần của trang web. Trong kỹ thuật thiết kế giao diện web, Rig System nó sẽ chia giao diện web thành các hàng, chúng ta gọi là row, và các cột, chúng ta gọi là column. Đối với Bootstrap, nó sẽ sử dụng hệ thống lưới dạng 12 cột, và mỗi cột nó sẽ chiếm 1% nhất định kích thước của giao diện trang web. Và phần Rig System này là một phần quan trọng bên trong phần Bootstrap, giúp chúng ta có thể thiết kế layout theo ý muốn của chúng ta, và layout chúng ta thiết kế ra có khả năng đáp ứng được chuẩn RGUD. Và phần này là phần quan trọng trong phần học Bootstrap, do đó các bạn hãy thực hành nhiều về phần Rig System này. Đơn vị để tính độ rộng cho các thành phần mà bạn bố trí trên giao diện web, có nghĩa là các thành phần khi chúng ta bố trí trong giao diện web layout của chúng ta, nó sẽ là cột, có nghĩa là chúng ta chỉ định độ rộng của phần tự đó, nó chiếm là 1 cột, 2 cột, 3 cột, hay là 4 cột, hay là 5 cột, hay là 6 cột, chứ chúng ta không tính là đơn vị là pixel nữa. Khi chúng ta thiết kế web, chúng ta không sử dụng Bootstrap framework này, thường là chúng ta sử dụng đơn vị là pixel để chúng ta tính. Nhưng đối với Bootstrap, hệ thống lưới này nó đã xây dựng cho chúng ta các cột, và mỗi cột này nó đã định sẵn độ rộng của nó là bao nhiêu phần trăm. Và lúc bây giờ khi chúng ta bố trí các thành phần bên trong giao diện web là chúng ta sẽ dựa vào số cột này. Ví dụ thành phần đó nằm trong giao diện của chúng ta, nó sẽ chiếm độ rộng là 2 cột hay là 3 cột. Các bạn xem thử một hình ảnh minh họa về hệ thống lưới Rig System trong Bootstrap version 3. Ví dụ ở đây chúng ta có một cái giao diện trang web, phần trên cùng là phần header của chúng ta. Ví dụ sau này chúng ta muốn trong phần header này chúng ta sẽ chứa banner, và phần header này nó sẽ chiếm độ rộng là 12 cột. Và bên dưới này giao diện của chúng ta đang chia theo dạng là 3 cột. Cột bên tay trái này, ví dụ độ rộng của cột này nó sẽ chiếm là 3 cột. Ví dụ cột bên trái này sau này chúng ta sẽ để các danh mục sản phẩm. Cột chứa nội dung thường là phần content, phần nội dung của chúng ta sẽ xuất vào bên trong cột content này. Cột content này ví dụ là nó sẽ chiếm độ rộng là 6 cột. Cột bên tay phải này là cột size 3, dùng để chứa nội dung phụ bên trong giao diện trang web của chúng ta. Ví dụ đây là cột bên tay phải, nó cũng chiếm độ rộng là 3 cột. Phần bên dưới footer này, ví dụ chúng ta chia làm 2 cột. Cột bên trái ví dụ chứa copyright, cột bên phải ví dụ chứa phần thiết kế. Vậy là bạn thấy các thành phần bố trí bên trong giao diện trang web của chúng ta bây giờ nó được tính theo dạng là số cột. Ví dụ như là phần content chúng ta sẽ chiếm 6 cột, và phần header là nó sẽ chiếm giao diện 12 cột. Khi trang web bị co giãn thì tỷ lệ giữa các thành phần này nó sẽ không thay đổi. Do đó là hệ thống lưới của Bootstrap nó có tính wrapping seal, có nghĩa là nó có khả năng wrapping seal, nó đáp ứng được tốt trên các màn hình di động hay là tablet. Chúng ta tham khảo bản định nghĩa các lớp được sử dụng trong Rig System khi chúng ta bố trí giao diện web. Ở đây các bạn thấy chúng ta có một cái table có 4 cột chỗ này. Cột đầu tiên là ký hiệu lát. Trong Bootstrap chỗ này chúng ta thấy là chúng ta có 4 lát. Cái lát thứ nhất tên là con-sx, và phía sau này là cái dấu thăng. Cái dấu thăng này á, nó là một số có giá trị từ 1 tới 12 đại diện cho số cột chứa phần tử đó. Ví dụ chúng ta có lát con sx1, vậy là nó sẽ chiếm một cột. Ví dụ chỗ này chúng ta có thể là con sx6, có nghĩa là nó sẽ chiếm 6 cột. Đối với cái lát con sx này, nó sẽ hỗ trợ cho các thiết bị extramon device, có nghĩa là nó hỗ trợ cho các thiết bị nhỏ, và thường là các thiết bị này có độ rộng là nhỏ hơn 768 pixel, và các thiết bị này là thường dùng cho các điện thoại kích thước nhỏ hơn 768.
Vậy là khi chúng ta bố trí giao diện web, chúng ta muốn giao diện web của chúng ta đáp ứng được trên các điện thoại có kích thước nhỏ hơn 768, lúc bây giờ chúng ta có thể sử dụng latch con SX này. Chúng ta có thêm một cái latch nữa, đó là con SM. Chỗ này, chữ SM này viết tắt của từ là Small Device, nó hỗ trợ cho các thiết bị nhỏ. Còn phía trên này là Xamarin, có nghĩa là nó hỗ trợ cho các thiết bị rất là nhỏ. Đối với latch con SM Small Device này, nó sẽ hỗ trợ cho các thiết bị có độ rộng lớn hơn hoặc là bằng 768 pixel. Thường là được hỗ trợ cho các tablet có kích thước là lớn hơn hoặc bằng 768. Vậy là khi chúng ta thiết kế giao diện web, chúng ta muốn nó đáp ứng tốt trên tablet, lúc bây giờ chúng ta có thể áp dụng latch con SM này. Chúng ta có thêm một cái latch nữa, đó là con MD. MD là viết tắt của từ là Medium Device. Nó hỗ trợ cho các thiết bị có kích thước là trung bình, lớn hơn hoặc bằng 992 pixel. Và thường là nó hỗ trợ dùng cho desktop với kích thước là lớn hơn hoặc bằng 992 pixel. Vậy là khi chúng ta thiết kế giao diện web với hệ thống lưới của Bootstrap này, nếu mà chúng ta muốn nó đáp ứng tốt trên các desktop có kích thước lớn hơn hoặc bằng 992 pixel, chúng ta sẽ sử dụng latch con MD. Chúng ta có thêm một cái latch nữa là con LG. Chữ LG này là viết tắt của từ là latch device, có nghĩa là hỗ trợ cho các thiết bị rất là lớn có kích thước lớn hơn hoặc bằng 1200 pixel, và thường là dùng cho các desktop có kích thước lớn hơn 1200 pixel. Vậy là trong hệ thống lưới Rig System Bootstrap này, chúng ta có 4 latch tất cả. Trong đây, 3 cái latch đầu này là chúng ta thường dùng nhiều. Theo quy định của Bootstrap thì mọi thành phần HTML đều phải nằm trong một cái latch tên là latch row, và các thành phần HTML này nó sẽ thuộc hàng. Và latch row này nó sẽ được bao bọc bởi latch container hay là latch container loot. Đối với latch container này là chúng ta sẽ thiết kế giao diện web theo dạng fix, có nghĩa là dạng cố định về layout. Còn khi chúng ta sử dụng cái latch container loot, có nghĩa là giao diện của trang web của chúng ta nó sẽ dạng là full width, có nghĩa là màn hình của chúng ta to bao nhiêu thì nó tự động nó bung đầy ra theo kích cỡ của màn hình. Ở đây các bạn có thể tham khảo về giao diện của trang web thiết kế theo cái latch là container hay là container loot để chúng ta hiểu về container và container loot này. Ví dụ, khi các bạn vào website học web giá rẻ.com, bạn thấy đối với giao diện web này là chúng ta thiết kế theo dạng là full width, có nghĩa là chúng ta sử dụng dạng là container loot, có nghĩa là giao diện của chúng ta nó tự bung đầy theo màn hình. Bạn thấy lúc nào là nó cũng bung đầy theo màn hình, màn hình to hay nhỏ là nó cũng sẽ bung đầy theo cái màn hình đó. Thì giao diện dạng như vậy chúng ta gọi là container loot. Còn đối với một số trang web chúng ta không thiết kế theo dạng đầy màn hình, ví dụ như là trang này, bạn thấy là cái giao diện trang web của chúng ta nó chỉ nằm ở phần ở giữa này thôi, bên trái bên phải này nó trống. Thì đối với dạng này chúng ta gọi là dạng fix, có nghĩa là nó sẽ fix chết đúng độ rộng bằng bao nhiêu theo ý muốn của chúng ta. Thì đối với dạng giao diện như vậy chúng ta gọi là dạng container. Thì lúc bây giờ tất cả các thành phần HTML chúng ta đều phải đưa nó vào bên trong latch row, và latch row này nó sẽ được bao bọc bên ngoài bởi latch container hay là container loot, tùy theo chúng ta muốn là giao diện trang web của chúng ta thiết kế là dạng fix hay là dạng full width. Nếu mà chúng ta muốn thiết kế dạng fix, chúng ta sẽ sử dụng latch container. Còn chúng ta muốn thiết kế dạng full width, có nghĩa là luôn luôn bung đầy màn hình, chúng ta sẽ sử dụng latch container loot. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái latch đầu tiên bên trong hệ thống lưới Rig System của Bootstrap này, đó là latch con SX Xamarin. Chữ SX này viết tắt của từ là Xamarin. Thì đối với lớp này, nó là một lớp bên trong Rig System của Bootstrap,
dùng để định nghĩa sử dụng cho các dòng smartphone có kích cỡ nhỏ hơn 768 pixel. Bây giờ chúng ta hãy thử viết một cái ví dụ, và trong ví dụ này chúng ta tạo ra một cái giao diện web, và trong giao diện web này chúng ta sẽ sử dụng Blackcon XX bên trong hệ thống lưới Rig System của Bootstrap. Bạn thấy là trong đây chúng ta có một cái div bao quanh bên ngoài, last là container. Vậy là giao diện trang web của chúng ta thiết kế là dạng fit, không có bung đầy theo màn hình. Và bên trong container này chúng ta có một cái last route là một dòng. Tất cả các dữ liệu thành phần bên trong trang web của chúng ta nó sẽ nằm bên trong cái last route này. Ví dụ chúng ta muốn bố trí cái phần đầu tiên là cái phần dùng để chứa phần header của trang web, và phần header này chúng ta muốn nó chiếm là 12 cột. Vậy là chỗ này chúng ta có thể sử dụng một cái thẻ div với cái last là con xx 12. Đối với cái thẻ div chỗ này, thay vì chúng ta sử dụng thẻ div thì các bạn có thể sử dụng thẻ section cũng được. Vậy là phần header của chúng ta nó sẽ chiếm là 12 cột. Các bạn xem lại cái hình này, là phần header này nó sẽ chiếm 12 cột. Và chỗ này là chúng ta sẽ tạo ra một cái div, và cái last của nó là chúng ta xài là con xx 12, có nghĩa là nó chiếm 12 cột. Và bây giờ bên dưới này chúng ta có một cái div với cái last là con xx 3, có nghĩa là nó sẽ chiếm 3 cột. Và phần này là cột bên tay trái, chúng ta bố trí cột bên tay trái. Cột bên tay trái này chúng ta có thể cho nó vào bên trong một cái section để định nghĩa cột bên trái. Còn phần nội dung ở giữa, phần content của chúng ta sẽ bố trí nó nằm bên trong một cái lưới chiếm độ rộng là 6 cột. Bạn thấy chỗ này chúng ta có một cái div với cái last là con edit 6. Và phần nội dung này là chúng ta sẽ có thể bố trí nó vào bên trong thẻ article. Chúng ta có thêm một cái cột bên tay phải nằm trong một cái div chiếm độ rộng là con xx 3, có nghĩa là nó chiếm 3 cột. Thì theo hình minh họa mà chúng ta đã thấy chỗ này là chúng ta sẽ bố trí một cái giao diện web, ví dụ bên trái này chứa 3 cột, phần content chúng ta sẽ chiếm độ rộng là 6 cột, phần bên tay phải này sau này nó sẽ là phần phụ, phần sidebar của chúng ta, chúng ta cũng bố trí độ rộng cho nó, ví dụ là nó chiếm 3 cột. Các bạn tính toán như thế nào đó mà chỗ này chúng ta cộng lại một dòng này tối đa là 12 cột thôi. Ví dụ ở đây là 3, 6, rồi 3 nữa là tổng cộng là 12 cột. Về phần footer của chúng ta là chúng ta sẽ bố trí, ví dụ là chúng ta sẽ cho nó vào bên trong hai div. Một cái div đầu tiên chiếm 6 cột với cái lá là con x6, và phần này chúng ta sẽ để nó vào bên trong thẻ footer, có nghĩa là chúng ta định nghĩa phần này là phần footer chiếm 6 cột nằm bên tay trái, và một cái thẻ div nữa cũng chiếm độ rộng là 6 cột, cũng là phần footer luôn, nó nằm ở bên tay phải. Bạn xem lại giao diện này, ví dụ là cái phần footer của chúng ta chia làm hai. Phần bên trái chứa phần copyright chiếm độ rộng là 6 cột, phần bên tay phải chứa phần thiết kế độ rộng cũng chiếm là 6 cột. Thì đây là một cái ví dụ, ví dụ là chúng ta minh họa về cách sử dụng last con xx bên trong hệ thống lưới Rig System Bootstrap. Đối với cái hệ thống lưới này, chúng ta hãy thử viết trang web lên và chúng ta chạy thử để chúng ta xem tác dụng của cái last này nó sẽ hiển thị như thế nào trên các thiết bị small device, có nghĩa là các thiết bị smartphone có kích cỡ nhỏ hơn 768 pixel. Còn để sử dụng được Bootstrap thì chúng ta có gọi thư viện jQuery.min, hay là chúng ta có gọi cái thư viện bootstrap.min.js. Trong bài trước thì chúng ta đã nói về hai cái thư viện này rồi. Trong bài ví dụ này thì chúng ta cũng có trang trí màu, và chúng ta cũng có canh lề cho chữ hay là phông chữ cho một số thẻ, ví dụ như là thẻ header, thẻ footer, thẻ section, thẻ article hay thẻ assign.
thì cái phần CSS này mục đích là chúng ta dùng để tô nền. Ví dụ như là các lưới này chúng ta tô nền để khi chúng ta review, chúng ta xem trên trình duyệt web, chúng ta dễ nhìn thấy cái lưới của chúng ta như thế nào thôi. Và chúng ta ví dụ chúng ta định màu chữ rồi canh lề cho chữ, kích cỡ cho chữ. Thì đó là cái ví dụ này. Khi chúng ta review thử cái ví dụ này, các bạn thấy là nó sẽ ra theo cái hình dáng này. Để hiểu kỹ hơn thì chúng ta nên viết lại cái ví dụ này và chúng ta chạy thử, chúng ta kiểm tra thử nó chạy như thế nào. Do đó là các bạn hãy thực hành về phần này. Bây giờ các bạn hãy mở chương trình Reviewer CC của chúng ta lên.